Chúng ta cũng thuộc về nhau. Chúng ta cũng là của nhau. Em xin anh hãy em được của đi. Anh xin em trả cho anh nhé. Để anh giải quyết nỗi buồn của anh đã. Đâu giải quyết đây? Bởi vì nỗi buồn này không giải quyết ở nhà được đâu. Nỗi buồn tiêu tiền thì anh phải đi làm đấy. Em ngả ngoan nhé. Hiện nay, trên địa bàn thành phố xảy ra nhiều vụ đột nhập bí ẩn. Gia chủ ở nhà mà không hề hay biết trong nhà mình còn tồn tại người khác. Chú ơi, chị đưa các bác cháu. Ăn đồng công năng chỗ rửa của bác cháu. Ê, em nói lên tuyên gì đây? Sao trời đang nóng nhưng mà lại là trung tràn à? Anh ơi, em sợ lắm, em không muốn ở nhà một mình nữa đâu. Anh cũng thế. Anh cũng không cho em ở nhà một mình nữa đâu. Chúng ta có dao thì ăn dao. Chúng ta có cháu thì ăn cháu nhá. Mi trộm phong cách quỷ sở độc đấy. Nghèo nhưng mà vẫn phải sang em ạ. Đấy, xin mời. Ngon không? Ngon. Anh chơi ở nước ngoài về sẽ có nhiều bạn thì anh đợi ở ngoài cửa. 5, 4, 3, 2, 1. Cẩn thận vào nhá, anh bắt đầu đi tìm đấy. Đừng anh biết được em, em chủ ký phòng bí mật của em rồi. Đây mọi người là căn cứ bí mật à? Ôi, nơi nguy hiểm nhất là nơi và nếu mà anh... Ô, để anh. Hôm nay ngày lễ, chị vừa sau hoàn đã được nghỉ. Bố mẹ đi chơi, không thể búng cho giờ này được. Anh chơi ở nước ngoài về, có như bạn thì anh đã ở ngoài cửa. Ok anh chơi, anh làm gì mà em ấn xuống mãi không mở cửa cho em thế? Chẳng à, chẳng để chơi á. Ui giời ơi, vẫn chưa hoàn hồn. Biết hai người ở nhà nghỉ lễ buồn nên em mang đồ ăn đến làm đồ ăn cho hai người đây này. Cô chào nhà nhất, cô chào số 1. Khéo định. Cam bơm xinh, cam bơm đã tình. Đùa vui vô lạc. Sao buổi trưa mình ngồi nắng ngủ ai có hát ở mình rồi không? Sợ mình lỡ hậu quả. Ơ, đó là quyền tự do của mọi người cơ mà. Sao lại không được hết? Em chào anh ạ. Em là Mai, mới chuyển đến khu này. Có một chút bánh mắt đến mời anh em ạ. Oh my god, nhìn ngon quá. Để anh ăn thử nhá. Em cảm ơn chị, mời em sẽ ăn. Ngon lành ạ. Chào ông lại, ngăn anh lại. Anh đã định ăn mà. Tôi đang đi nhà đi đi sự. Không bắt đầu có người lạ. Nhà ai vào chị sao? Ăn xong thì đi gặp anh William Cường. Tên ồn ào. Chưa mà để cho người ta ngủ yên nữa. Em lại gặp cô nền quá 180 phút ở trong một ngày đúng không cô Binh? Mà em nghĩ gì đáng sợ vậy? Thôi em có xích này, vui lại thì không được, ở người ơi thì được nha. Hai anh nhập vào chia xuất xích thôi. Ok. Oh.
sau để nước ngọt bỏ em vào ra đá. Kỹ thuật một tí mư. Anh làm nha, anh có nhìn thấy có người từng tìm, anh đang dính video của thiên yêu Cú Bin sắp có một chị dâu. Anh đang ngồi đá trên mạng. Anh có biết hiện nay rất là nhiều vụ lừa đảo trên mạng không? Ôi xôi, em cứ lo con bo chẳng danh. Anh là người lớn rồi cơ mà, có bị dậy lừa đâu. Với cả cô ấy rất là xinh đẹp và là người Đức đó. Của nhà em dạy tôi cần tắc vô ai nái. Này, đang nói chuyện với mình nhưng mà đòi mình đi ngủ luôn. Có nghĩa là cô ấy chán với mình đúng không Bin? Đâu, đưa ra cho em xem. Này, việc làm là Đức chia nhân 5 tiếng, việc làm là 8 giờ, chắc chắn là 3 giờ chiều ở Đức. Cô sẽ đi ngủ giờ này được, cô ta đang nói dối. Không giỏi gì đâu, chắc là cô ý chỉ buông ngủ thôi. Không nữa, nhân đấy có sanh pháp nữa. Người Đức chỉ giỏi tiếng Anh, có thể mắc là có bảng đi về được. Thôi buồn cho anh, tất nhiên chắc chắn anh sẽ mình nhờ chị tiền để nhận một món hàng. Honey à, em có gửi cho anh một món quà nhưng anh phải nộp tiền vận chuyển thì mới nhận được quà. Vì đây là hàng hóa có giá trị lớn. Nước mắt anh rơi cho tới kết thúc. Anh đừng có buồn nữa, hai anh em mình mới được mà hạnh phúc cho nhau thôi. Đây. Anh cũng bị đói lắm rồi. Thì đi bây giờ nha, anh sẽ đi chạy. Rồi, anh em đi ăn cùng nha. Ok, 2, 3, yo. Khổ thân con voi còi bé bỏng của bố thế nhở? Ốm à, ốm ăn thế gì? Thích ăn gì để bố chạy đi bố mua cho nhá. Bố nhà người ta chỉ hỏi ăn con bố này này, nên con lại còn ốm để trêu chọc. Qua chán, chán hẳn luôn. Bố chịu nhõi được chưa? Thế bây giờ cu thóc thích ăn gì? Bố chạy xuống bếp nấu cho nào. Bố phải đi thế. Bố ơi, cu đang nấu giống màu hình này à? Làm như này, y hệt như trong phim hoạt hình này á? Chạy yêu con, chạy cho con cả. Thế này không biết tự nhiên hứa làm cái gì cơ chứ. Hứa làm cái miệng còn hại cái thân mà. Bố chỉ thầm cái gì thế ạ? Bố có chỉ thầm gì đâu. Bố bảo là bố chạy đi nấu cho thóc ăn luôn đấy. Sao bố và con mà lại học sinh thóc cho bố biết 4 cộng 1 bằng mấy? Bằng 5 ạ. Quá giỏi luôn. Thế mới là con trai của bố chứ. Bố rất tự hào với con đấy. Có gì đâu bố. Vậy thì bố sẽ hỏi thóc câu khó hơn. Thóc cho bố biết 10 cộng 1 bằng mấy nào? Tưởng gì, có hãy đưa dạo cho cô một tí. Thế bây giờ con đếm hết các ngón chân, các ngón tay xong thì con định đếm sang cái gì hả Thóc? Đúng rồi, được hay chơi sẽ có giáo cụ cho quan, mà không tốt được. Ý con là gì? Hả? Được rồi. Đây, giáo cụ trực quan của sếp đây. Thế bây giờ bố đố Thóc biết nhá. Ban nãy bố chiên mấy cái xúc xích nào? 9 cái ạ. Thóc sai rồi nhá. Ban nãy bố chiên 10 cái xúc xích đấy. Một cái nữa cho một con rồi. Ôi, cái kem của anh. May là em vẫn còn cái gì. Ăn kem ngon không hả con? Ngon thì cũng nhiều luôn à. Ăn kem lạnh không hả con? Cái nút nhìn phải lạnh rồi ạ. Đang bị viêm họng ấy, còn đi ăn kem lạnh nữa. Ôi rồi. Gì hả? Sao lại dỗi? Thích ăn kem cái gì? Chờ bố một tí.
Mũi thính cứ như là mũi. Này là quà 1 tháng 6 của bố đấy. Con ăn đi, xong rồi từ mai không phải lo ăn kem mà bị viêm họng nữa đâu nhá.